Chào bạn, hôm nay là ngày thứ tư, anh em mình 6 giờ sáng khởi hành từ cống đập Cà Mau, khởi hành đi về đất mũi, miền Nam của Tổ quốc. Các bạn vừa thấy là cái chợ cá và lớn nhất của Cà Mau rồi. Phải nói là chợ đây là cái chợ hải sản và lớn nhất của miền Nam. Trước cái chợ cá là cái bến tàu khách chở tàu hàng hóa từ Cà Mau về Nam Căn, Rạch Gốc, Đất Mũi. Ngày xưa rất là nhộn nhịp. Từ 4-5 năm nay sau khi có cái đường bộ thông suốt tới tận Đất Mũi thì cái phương tiện vận tải đường thủy thì không được chú trọng nữa. Bà con ta sử dụng đường bộ cho lẹ, nhất là chuyển hải sản lên Cà Mau. Đây là một trong những chuyến tàu mà ngày xưa chở khách, chở hàng hóa mà rất là thịnh hành. Đi về đây vào năm 97 á, ghe tàu nhộn nhịp lắm, đông đúc. Đi như cái kiểu đông kiểu ngay chỗ kênh đào chợ gạo với bạn, chứ không phải nhiều thiêu như bây giờ. Ra khỏi Cà Mau chút xíu là các bạn thấy mênh mông rừng trước ha. Về đây ở đây mấy bạn rất dễ bắt gặp rất nhiều ao đầm hay vuông người ta nuôi tôm. Đa số bà con ở đây người ta nuôi quảng canh đấy các bạn, tức là ta chỉ mua con giống, người ta thả vô đầm vô vuông nuôi cho con giống nó tự ăn tự lớn. Tới những cái con nước rông, ví dụ như gần những ngày cận 15 âm lịch hoặc là 30 âm lịch á, người ta những cái ngày gần đó đó nước mạnh á, người ta sẽ sổ vuông. Có những cái lưới hoặc cái đú, cái vớn á, tùy theo vùng miền gọi, là một cái túi lưới dài người ta chặn lại trong cái cống á. Khi nước chảy ra thì những cái con hải sản mà người ta nuôi hoặc là nó sinh sống tự nhiên ở bên ngoài nó vô, nó lớn dính vô lưới, người ta sẽ lựa lại. Con lớn người ta bán, nhỏ thì ta thả xuống nuôi tiếp. Nó nuôi nhưng mà nó ăn uống nó cũng tự sinh, tự diệt, tự lớn. Nên cái chất lượng hải sản ở Cà Mau cũng rất là ngon. Ra đây đã bắt đầu nghe hương vị của biển đó các bạn. Cái hương vị này các bạn mà ở Sài Gòn ra hướng Cần Giờ hay là ra gần tới Vũng Tàu sẽ nghe. Giờ có mùi gió, mùi muối, làm một cái mùi của cá biển nữa, nó hòa lẫn vào nhau, khó lẫn đi đâu được hết. Mấy bạn mà ở những cái vùng biển mà xa quê hương đảm bảo sẽ rất là nhớ cái mùi vị này. Nhưng mình ở ruộng ở đồng thì mình thích cái mùi rạ khi mà mới vừa cắt lúa, nó rất là thơm. Đối với một số người khác nó là hôi, với mình nó rất là thơm, dịu dàng nhẹ nhàng, cái hương vị rất là mộc mạc chân quê. Dọc đây bà con cũng đặt đú rất là nhiều. Đú là cái như cái đặt vớn ở mình ở Sài Gòn mà, nhưng mà ta không có dụng lưới chặn, ta có một cái miệng rộng nhặt sát vô mé bờ á. Thì tôm, cua, cá, thịt, các kiểu,
thơm, chui vô được nhưng ra không được. Anh em mình chạy tới gần tới thị trấn Cái Nước. Nãy như bạn thấy may mắn là đi ngang cái trạm cảnh sát đường sông Hà Trung thì anh em cũng kêu vô. Chỉ ban đêm chạy ban ngày không à, đêm nghỉ ngơi rồi. Rồi người ta hỏi giấy tờ, tiền mình không có đăng ký, chỉ có bằng chứng chỉ lái thôi, anh nói cũng chưa có phù hợp, anh nói phải có cái bằng nữa, mà mình thi rồi nhưng mà chưa lấy bằng thôi. Về phải đi lấy bằng. Rồi cũng còn sức để ăn mì, tưởng lỡ bị phạt đuối luôn á. Giờ mới ăn sáng nữa các bạn. Cano cao tốc để chở khách đi từ đất mũi về Cà Mau, không đi đường bộ thì đi đường sông. Chiếc cao tốc đó chạy cũng tương đương xe chạy trên bộ à, chạy rất là nhanh. Và sóng cả không. Các bạn thấy dọc dọc sát bờ người ta trông đèn. Rồi xa xa những cái chòi lá là ở đây người ta nuôi hào, nuôi nghêu á, nuôi sò huyết rồi các bạn. Ở đây không có hào, hào thì phải treo mấy cái thùng. Đây là những cái bãi tự nhiên. Rào tối người ta phải canh, tại vì người ta cũng đi cào nghêu phía ngoài á, cào nghêu tự nhiên. Sợ vô cái phá mấy cái bãi của người ta. Bạn nào mới ước một túp liều chanh hai quả tim vàng thì về đây xí cái chòi nè, kiếm cô gái miền Tây nữa. Nói chơi thôi bạn, chứ ở mấy chòi này mưa to gió lớn cũng trên dên lắm ha. Trước là đánh cái nước này kìa. Là thuộc Đầm Dơi, còn bên kia sông mới là Cái Nước. Anh em ghé thăm nhà người quen ở đây rồi bây giờ anh em chạy về ra tàu. Chiến thuyền mình vừa chui qua cầu Bắc trên quốc lộ 1A từ Cái Nước về Rạch Tàu. Ở đây có cái ngã ba sông, mình mới rẽ tay trái nè. Đi đường cái tàu ngày xưa, tàu chở khách với chở hàng từ bến tàu Cà Mau đi xuống Rạch Tàu á. Mình nhớ ra một cái sông rất là lớn,
nhìn bên cái bờ sông Bút Ngàn, nghĩ là ra khỏi cái dàm này chắc thấy cái sông đó. Hai anh em mình mà mò theo bản đồ được bộ thôi nè. Thanh thì rành cái khu dưới đây nhưng mà không có rành đường sông lắm. Anh em vừa đi vừa coi bản đồ. Ra miền Trung thì đồi núi hả bạn, về miền Tây thì qua rất là nhiều cầu phà và mấy cái đò nhỏ nữa, thấy một vài nữa còn cá đò chèo tay nữa. À, cái sông này cặp với quốc lộ 1 kìa, quốc lộ 1 phía ngoài đó thì mình thấy có cái khách sạn lớn ở đây trái mình nè. Nhớ cái tên nhưng mà để coi mấy bạn đi xuống đất tuổi là nhìn thấy khách sạn này thì từ trên cái nước xuống đây chỉ có cái khách sạn này lớn, à khách sạn nhà hàng Ocean. À, xuống kia là 5 căn à. Rồi, đây là 5 căn à, từ Cà Mau xuống 5 căn là được nửa đường xuống tới đất mũi rồi các bạn. Anh em mình đi lúc 6 giờ ghé hai nơi, một là trạm cảnh sát đường thủy, hay là nhà người quen. 5 tiếng vậy là 4 tiếng, vậy là mình chạy khoảng 3 tiếng mấy 4 tiếng nữa là tấn đất mũi rồi, sắp sửa chinh phục được đoạn đường Sài Gòn đất mũi cho bạn. Mình chưa có trải nghiệm săn bắt gì nhiều, tới chỗ cũng thả cần câu với cá không ăn. Mình hy vọng mình ra đất mũi mình sẽ câu được nhiều cá cho bạn xem. Nhưng mà mình nhất là mình khuyến khích mấy bạn trẻ ha, dám nghĩ dám làm. Mình nếu mà mình cứ ở trong một cái tổ kén hoặc là một cái nơi điểm ấm chăn nghiêm thì sẽ không có được đến trải nghiệm thú vị như thế này. Mình khuyến khích mấy bạn trẻ để có những cái suy nghĩ tích cực, hoài bão nhưng mà ước tích cực thì cố gắng thực hiện cho bằng được. Thì như mình nè, ước đi đây đi đó bằng ghe thì mình không nói là mình đi khắp nước Việt Nam, mình chỉ có thể tại phải ra ngoài biển các bạn. Nhưng mà mình hy vọng mình sẽ chinh phục hết tất cả những cung đường sông của miền Nam. Mình cũng như là một cái động lực hả bạn ha, cho những các bạn trẻ sau này các bạn mà muốn có những cái ký ức, cái hoài niệm để đời thì dám nghĩ dám làm. Đây là một con cái ta sẽ bắt một cái cầu lớn qua đây. Đường này chắc cũng đi thẳng về đất mũi luôn, tránh khỏi trung tâm 5 căn này. Các bạn nào muốn Huy chia sẻ thêm nhiều vấn đề về đi lại bằng đường thủy, các bạn nào muốn trải nghiệm, có
xin kinh nghiệm thì cứ comment phía dưới, phía dưới cái clip này, tôi sẽ có thời gian tôi sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi của các bạn. Một lần nữa, tôi mong muốn những người làm cho bộ máy pháp luật có những cái chế tài xử phạt xả rác xuống sông, xuống rạch, xuống kênh, giống như là phạt những người rượu bia lái xe, phạt tới nặng để tập cho dùng pháp luật để tập cho cái tính ý thức bà con mình tốt hơn. Bây giờ nói không tuyên truyền không thì cũng không giúp ích gì. Cũng rất là xin lỗi bà con hay là các bạn mà có không có xúc phạm đến ai hết. Còn tất cả chúng ta quy cũng mình cũng sử dụng sinh hoạt, mình cũng xả ra rác, hy vọng chúng ta bỏ đúng nơi đúng chỗ. Quy chỉ mong những cái clip của Quy là những cái thông điệp đúng, truyền tải đến tất cả các bạn và bà con. Với Quy cũng không hơn như các bạn đâu, Quy cũng là người dân các bạn thôi. Mình có thể mình hơn các bạn là cái tấm lòng mình yêu cái cảnh nông thôn dân dã, mình yêu nhiều lắm. Ở Sài Gòn thật sự, nhưng mà mình vẫn sau này cái khu mình mà có quy hoạch đô thị hóa, mình vẫn muốn về cảnh đồng quê, nhất là miền Tây, để được sống sinh hoạt sinh sống của bà con. Đất nước Việt Nam mình ở đâu quy đi cũng thấy đẹp lắm. Mỗi chỗ có một cái nét đẹp đặc trưng, nhưng mà mình thích cái cảnh đồng ruộng sông nước hơn, biển đồi núi, thích phù hợp với cuộc sống nông thôn ở miền Tây hơn. Mình nghe kể rất nhiều câu chuyện về cái sự trùng phú, cây trái ngọt lành, sống rồi mà thủy hải sản không có. Ngày xưa thì động như vậy bảo tồn, thì sau này con cháu mình còn phải coi trong sách đỏ, cua cũng còn trong sách đỏ, cua gạch cũng trong sách đỏ, cá bóp kèo cũng trong sách đỏ là cua rồi. Mấy bạn nhớ ủng hộ kênh của Thanh nha, người bạn cô đồng hành cũng là em họ của mình. Kênh YouTube Miền Tây Nơi Cuối Trời, Thanh quay cảnh bà con săn bắt, đánh bắt các kiểu ở đất mũi Cà Mau. Chuyên mua bán các loại cá ghẹ đóng đi Trung Quốc, đi đóng đi Trung Quốc ghê quá, giờ Trung Quốc đóng cửa sàn đóng. Cây cầu bắc qua sông lớn như mình nói các bạn. Cầu này cũng mới bắt được, sau này chắc mới vài năm thôi. Nhờ cái cầu này, nhờ con đường từ Nam Căn xuống tới đất mũi mà dưới đó giờ phát triển lắm. Chính vì vậy mà giờ phương tiện đường thủy được chú trọng. Hồi xưa mà đi gì là thấy tàu nghe nồm nộp luôn, những mấy tàu cao tốc rồi đó, mấy tàu chở hàng. Giờ xe tải đông lạnh về tới tận nơi thu mua hàng, chở ra tới quầy Phú Yên, Khánh Hòa,
để cho tôm hùm ăn á, bà con mua ở ngoài đó ta vô ta mua mấy con cái con ốc gì nhỏ ốc hay con sò nhỏ làm mồi cho tôm hùm. Thấy dọc bãi này thả lồi biển quá chừng, biển mình có từ câu á, mình nuôi luôn á, chắc không chịu ăn, một trùng một chế thì không chịu ăn. Những cái là dạng lưới đáy như vậy là những cái túi lưới dài thiệt dài, trong túi lưới đó nữa có hôm ta sẽ khi nước cạn ta sẽ thả lưới đáy xuống. Rồi, tôm cua cá các kiểu nó sẽ theo dòng nước nó trồi vô cái miệng đáy, trồi vô trong cái đường chuột á, trong đó tại nó hôm mà nuôi vô được ra không được thì ba đi dọc nè các bạn ơi. Này khác cái đáy của Cần Giờ, Cần Giờ ta treo bằng phao lên, đây là ta đóng bằng mấy trụ dừa luôn, dừa ta đóng thẳng xuống trong để ta cột dây căng lưới đáy. Bạn thấy người ta đang ra chuẩn bị thả lưới đáy xuống kìa. Hồi xưa đóng đáy trúng giữ thần trúng, nhiều khi mình nghe kể những giai thoại là có lúc trúng quá nó vô đặt luôn, ta phải cắt đáy ta thả để nó kéo sập dàn đáy với rách lưới á, ta phải rảnh cái túi lưới cho xả hết con cua cá nó ra bớt. Xưa bắt nhiều nhưng mà giá rẻ, giờ kiếm con cá con cua là thấy mừng hết lớn. Thẳng đường đó qua Mỹ luôn nha các bạn, thẳng đường đó ra cửa biển á, ra cửa biển rồi đi Mỹ thì ra đó, nhưng mà mình không biết đi hướng nào nên thôi mình quẹo vô đây mình đi đặt tàu cho chắc ăn. Bên chỗ này gọi là ống trang các bạn, chạy đây xíu đổi tài cho Thanh nghĩ mình chạy về xúc.
đoạn cuối nè bạn, đem vỏ lãi lên bờ chạy luôn nè. Mà mình đậu vỏ lãi đằng chỗ họ anh của Thanh, anh em mình lấy xe chạy lại chợ, tại nhà thím ở ngay chợ. Cái này khô cá gì ta? À, dưới sông dưới biển à, nuôi hả? Chỗ nào mình biết quay? Dạ con cũng quay dọc đường luôn, con có gắn mấy cái camera trên vỏ lãi con quay. Thank you.